Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Ông Tổng quyết bám đến hơi thở cuối cùng. Ông Tổng lật kèo, khối kẻ màng họa. Trong quá khứ đã có hai lần ông Tổng lật kèo. Đó là một lần với ông Đinh Thế Huỳnh và một lần với ông Trần Quốc Vượng. Lần nào những người này cũng kỳ vọng ông Tổng nghỉ ngơi để họ lên thay chức Tổng Bí Thư. Tuy nhiên cả hai ông đều phải vỡ mộng vì lời hứa của ông Tổng không lớn bằng tham vọng quyền lực của ông. Trong đó có Đinh Thế Huynh là người nhận hậu quả bi thảm nhất với căn bệnh rất bí hiểm, làm ông phải rời chính trường trong im lặng. Sau ông Đinh Thế Huynh và ông Trần Quốc Vượng thì hiện nay số người theo đuổi hy vọng chám vào ghế ông Tổng rất đông. Không kể những địch thủ như Phạm Minh Chính, Nguyễn Xuân Phúc thì người mà ông Tổng ưu ái có đến hai người muốn chám vào chiếc ghế của ông Tổng. Đó là Võ Văn Thưởng và Vương Đình Huệ. Một số nhà đánh giá cho rằng những người được ông Tổng sủng ái không thể được cho là an toàn hơn những người được ông Tổng cho là đối thủ. Bài học của Đinh Thế Huynh vẫn còn đó. Đây là hình ảnh ông Đinh Thế Huynh từng là người thân cận với ông Tổng Bí Thư. Theo như Thời báo .d được biết, ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng đang muốn học theo những gì ông Tập Cảnh Bình đã và đang làm bên Trung Quốc. Ông Tổng có chiến dịch đả hổ diệt ruồi thì ông Trọng có chiến dịch đốt giò. Ông Tập có ý định nắm quyền trọn đời từ rất sớm thì ông Tổng cũng quyết nắm quyền đến trọn đời. Và đây là lần thứ ba ông làm Tổng Bí Thư, vượt qua cả điều lệ đảng. Và cuối cùng ông Tổng cũng từng thâu tóm hai chức lớn vào tay như ông Tập Cảnh Bình. Trước khi thấy chức Chủ tịch nước không có giá trị gì, ông đã phải nhả nó ra cho ông Nguyễn Xuân Phúc ở đại hội lần thứ 13 của đảng. Vụ án Việt Á và chuyến bay giải cứu nổi lên kèm theo những màn đấu đá đang hết sức khốc liệt. Ông Tổng thấy đây là vũ khí tốt để làm suy yếu nhiều đối thủ chính trị, và vì thế ông đã dùng hai vụ án này như là công cụ đắc lực cho mình. Công cụ này đang tấn công vào ông Phạm Minh Chính và ông Nguyễn Xuân Phúc, khiến hai nhân vật này suy yếu để giảm bớt đối thủ nhắm vào chiếc ghế ông đang ngồi. Tấn công là cách phòng thủ tốt nhất để bảo vệ ngai vàng của mình. Đây là hình ảnh ông Vương Đình Huệ. Ông Phạm Minh Chính đang nổi lên là trùm cuối. Kẻ chủ mưu trong bộ vột Việt Á đã dùng cả nhiệm kỳ của trưởng ban tổ chức Trung ương để dày công nghiên cứu phân bổ chia ghế cho lãnh đạo của cả 63 tỉnh thành trong cả nước. Ở Trung ương, ông Chính toan tính dành chiếc ghế Bộ trưởng Quốc phòng cho Lương Cường, ghế Bộ trưởng Bộ Công an cho Nguyễn Đức Chung, cùng với chân rết ở tất cả các tỉnh thành tạo thành sức mạnh vô địch. Đường Chính thẳng tiến đến chiếc ghế Tổng Bí Thư sau một nhiệm kỳ làm Thủ tướng của mình. Tuy nhiên, ông bị khui ra vụ án, xem như tham vọng của ông Thủ tướng bị chặn lại. Giấc mộng đế vương của Phạm Minh Chính, ngay từ khi khởi thủy, nó đã rạn vỡ khi cánh tay phải là ông Lương Cường không thể tiếp tục quản ghế được Bộ Quốc phòng. Phải nhường lại chiếc ghế đó cho người khác, đó là ông Phan Văn Giang. Vào thời điểm đại hội đảng thứ 13 vào tháng 1 năm 2021, khi ông Lương Cường đã là đại tướng, bí thư Trung ương Đảng, thì Phan Văn Giang mới chỉ là thượng tướng, ủy viên Trung ương Đảng. Còn cánh tay trái, số phận Nguyễn Đức Chung đã bị định đoạt ngay tức thời khi dập dình chiếc ghế Bộ trưởng Bộ Công an của ông Tô Lâm. Cũng là dấu chấm dứt cho những ngày ông vợ Chung đã đưa chính Chung đi du hí vòng quanh nước Mỹ, Âu và vòng quanh trái đất. Tiếng là chiến hữu, vào sinh ra tử, anh còn, chú còn. Nhưng ông Phạm Minh Chính dường như đã bỏ mặt hoàn toàn Nguyễn Đức Chung bơ vơ, kêu xin thảm thiết ở Pháp Đình để bảo toàn đại nghiệp của mình. Đây là hình ảnh ông Võ Văn Thưởng. Tuy bị khui đến thế nhưng Phạm Minh Chính vẫn còn rất mạnh. Ông Trọng lấy lý do này tiếp tục chiến đấu với ông Tổng, cho rằng chỉ có ông mới đấu được với Chính mà quyết ngồi lại chiếc ghế đến hết nhiệm kỳ. Và cũng chính vì vụ án Việt Á và chuyến bay giải cứu mà ông Tổng đã có cơ hội ngồi hết nhiệm kỳ phục vụ cho tham vọng quyền lực của mình. Hiện nay cả Vương Đình Huệ và Võ Văn Thưởng đang cạn dần hy vọng. Tuy nhiên cả hai chưa dám làm gì tỏ ra bực bội với ông Tổng, và tỏ ra khó chịu với ông Tổng cũng là một nguy hiểm. Nguy hiểm đó không khác gì mối nguy hiểm mà đối thủ của ông Tổng cũng phải lãnh lấy. Vậy nên tình cảnh hiện nay là rất khó cho Vương Đình Huệ và Võ Văn Thưởng. Nếu để ông Tổng lật kèo, hai người thân cận của ông Tổng có thể sẽ mang họa.
Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Nguyễn Văn Thể học Chu Ngọc Anh hốt hụi chót trước khi vào lò. Tin về ông Nguyễn Văn Thể đã bị thuyên chuyển sang Ban Kinh tế của Trung ương để dự bị chuẩn bị vào lò đã có từ tháng 7 năm 2022. Đến hội nghị Trung ương lần thứ 6 tới đây hứa hẹn nhiều sự thay đổi rất lớn về nhân sự. Cả ủy viên Bộ Chính trị và thậm chí người trong tứ trụ cũng đang lung lay rất nhiều. Hầu hết những người bị phế truất, họ biết trước số phận của họ khi xã hội biết. Có người biết rằng số phận không thể thay đổi được thì họ sẽ vơ vét được gì thì được. Trường hợp ông Chu Ngọc Anh là một ví dụ rất rõ nét. Khi có thông tin ông này vào lò, ông được ký hàng tá các loại chức vụ ban ngành tại Hà Nội để thuyên chuyển và tăng chức cho nhiều người. Đây được xem là hành động mua quan bán chức trước khi bị mất quyền lực, mà nói theo ngôn ngữ của người miền Nam là hốt hụi chót. Vào ngày 2 tháng 6, trước khi bị bắt, ông Chu Ngọc Anh trên cương vị là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã ký các quyết định số 1855, 1868 và hàng loạt các quyết định khác để bổ nhiệm nhân sự lãnh đạo mới cho một số đơn vị, cơ quan trên địa bàn toàn bộ thành phố này. Đây là hình ảnh trước khi vào lò, Chu Ngọc Anh vẫn còn vét cú cuối. Cụ thể như sau, quyết định số 1886 bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Ngọc Anh, 44 tuổi, Trưởng phòng Hợp tác quốc tế Sở Ngoại vụ thành phố Hà Nội giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ thành phố Hà Nội. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm. Còn quyết định số 1855 bổ nhiệm ông Cù Ngọc Trang, 38 tuổi, phụ trách phòng tổng hợp Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Quyết định số 1868 thì bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Sáng, 51 tuổi, Chi cục trưởng Chi cục Tài chính doanh nghiệp Sở Tài chính thành phố Hà Nội giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Tài chính thành phố Hà Nội. Quyết định số 1889 thì bổ nhiệm ông Mai Xuân Trường, 41 tuổi, Trưởng phòng Tổ chức Biên chế Sở Nội vụ thành phố Hà Nội giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Nội vụ thành phố Hà Nội. Quyết định số 1888 thì bổ nhiệm ông Nguyễn Danh Toàn, 34 tuổi, Trưởng phòng Tổ chức Hành chính Quỹ Đầu tư Phát triển thành phố Hà Nội giữ chức Phó Tổng Giám đốc Quỹ Đầu tư Phát triển Hà Nội. Thời gian bổ nhiệm cũng là 5 năm. Còn tại quyết định số 1869 thì bổ nhiệm ông Vũ Trung Thành, 55 tuổi, Chánh Văn phòng Sở Tài chính thành phố Hà Nội giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Tài chính thành phố Hà Nội. Đây là hình ảnh khi còn có dấu hiệu thành củi thì Nguyễn Văn Thể cũng cho sống dậy bốt bẩn cai lệnh. Sau đó 4 ngày, chiều ngày 6 tháng 6 thì Bộ Chính trị đã triệu tập hội nghị Trung ương bất thường kỷ luật khai trừ Đảng với ông Chu Ngọc Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, nguyên Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ theo đề nghị của Bộ Chính trị. Chiều ngày 7 tháng 6, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội đã họp chuyên đề về công tác nhân sự với 100% đại biểu có mặt đã quyết định bãi nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đối với ông Chu Ngọc Anh. Tới chiều tối cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an C03 đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh khám xét, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Chu Ngọc Anh để đưa điều tra về tội danh vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí theo điều số 219 của Bộ luật Hình sự. Sắp tới hội nghị Trung ương lần thứ 6, ông Nguyễn Văn Thể cũng đang cho làm sống dậy chạm bốt cai lậy vốn bị người dân phản đối từ nhiều năm trước đây. Vào ngày 25 tháng 9, ông Nguyễn Văn Thể đã thông qua Cục Đường bộ Việt Nam cho phép bốt cai lậy hoạt động trở lại. Có lẽ Tổng cục Đường bộ làm nhiệm vụ này là nhiệm vụ cuối cùng, vì ngày 1 tháng 10, ông Thể đã cho xóa sổ Tổng cục Đường bộ. Chủ đầu tư dự án bốt cai lậy có thể đã chung chi cho bộ một cách đầy đủ, nên giờ đây ông Nguyễn Văn Thể đã cho khôi phục lại để trả nợ cho đối tác. Đây là hình ảnh Tổng cục Đường bộ bị giải tán. Có thể nói ông Nguyễn Văn Thể là người làm cho người dân bất bình nhiều nhất. Trạm bốt bẩn mọc dày đặc khắp nơi trong cả nước, góp phần của ông trong việc đó. Và trước tin ông rời ghế, ông đã không quên làm một thương vụ vì lợi ích bản thân, tương tự như vụ Chu Ngọc Anh đã làm. Quan chức của Đảng Cộng sản có một điểm chung là dù biết sắp vào lò cũng vét, miễn sao có cơ hội vét là họ sẽ vét.